người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 138, kinh tổng thuyết, biệt thuyết Udesa Vipanga Sutta 1147 đến 1150 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tính giảng giải. Để mở đầu chương trình, con xin cúi đầu đảnh lễ Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu, Ngài Thượng Tọa Giác Đẳng, và con kính cung thỉnh Ngài dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con ạ. Con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu và Nam Mô Bụt Thầy nhé. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng thiền văn đệ tử Phật. Kính chào chư tôn đức và thân chào tất cả quý tôn đức quý Phật tử. Kính bạch quý nhà, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học như vậy. Và bài kinh này cái tự đề không lấy sự kiện pháp, cũng không lấy nhân danh địa danh, mà chỉ nói hai cái việc Udesa với quý phần gác. Đức Phật Ngài thuyết cho chư tỳ kheo nghe bằng một cái tổng đề, tức là lược thuyết của đề sát. Rồi sau đó tôn giả Mahajana rồi đã phân tích quy phần gác vấn đề cho chư tỳ kheo nghe. Thật sự cái trường hợp này có rất nhiều bài kinh tương tự như vậy, nhưng mà những bài kinh khác thì có tên riêng. Nhưng bài kinh này thì khi mà Đức Phật Ngài lược thuyết, tôn giả Mahajana Ngài giảng giải rộng rãi, quảng thuyết cho chư tỳ kheo nghe. Nhưng mà bài kinh này gọi là Udesa Vipanga, kể đó cũng là một điểm đặc biệt, một cái điểm cá biệt của cái bài kinh này. Ở trong bài kinh này chỉ Đức Phật Ngài lược thuyết, Ngài nêu lên có ba vấn đề thôi, tức là thức đối ngoại trần không bị tán loạn, thứ hai là tâm không trú bị trói buộc bởi nội trần, và thứ ba tức là không chấp thủ, không bị khủng bố. Thì như vậy vị tỳ kheo đó sẽ được giải thoát, không có bị khổ sanh khổ già chết trong tương lai. Rồi tôn giả rồi chư tỳ kheo nghe tóm tắt như vậy mới đi đến bạch hội tôn giả Mahajana. Và tôn giả Mahajana Ngài đã giảng giải ý nghĩa này theo ba vấn đề đó.
thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, ý tiếp xúc với sắc thinh khí vị xuất phát, không bị trói cột trong đó, tâm không trúng nội trần, tức là không bị trói buộc hỷ lạc của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và cuối cùng ngài giải thích cái sự không chấp thủ không ngụ bố, tức là không có chấp thủ ngũ quẩn là tự ngã. Và lời giảng này của tôn giả Mahāvacchana đã được Đức Phật ngài Ấn Khả lời giải thích đó đúng theo ý của ngài, và Đức Thế Tôn ngài khen tôn giả Mahāvacchana là bậc đại trí tuệ. Bài kinh hôm nay chỉ có ba vấn đề đó, nhưng ba vấn đề được lược thuyết do bậc đạo sư, và ba vấn đề đó được quảng thuyết bởi đệ tử, một vị đệ tử của Đức Phật là ngài Mahāvacchana. Chỉ có là như vậy, chúng ta sẽ được nghe đại Đức Pháp Tính vị giảng sư chương trình ngày hôm nay thuyết giảng rộng rãi nghĩa này. Bây giờ thì trước hết xin mời, không biết hôm nay phải cô Từ Mẫn, dạ cô Từ Mẫn văn đọc cho chính kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh Đức Pháp Tính giảng giải. Nam mô Phật Thầy. Dạ Nam mô Bụt Thầy. Còn Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân ngài Thượng Tọa Tề Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ sau đây con xin đọc bài học. Tôn giả Mahāvacchana, một vị đại đệ tử Phật được xem là thù thắng về khả năng quảng diễn, những điều được nói cô đọng và trình bày rộng rãi ý nghĩa của những gì bậc đạo sư muốn nói. Đức Phật trong cách nói hàm xúc đã dạy rằng những ai không bị dao động chi phối bởi ngoại trần, nội trần và vượt khỏi chấp thủ sẽ hoàn toàn giải thoát. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, Chê Tawana Kỳ Đà Lâm tại tịnh xá ông Anna Thabindika cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo này, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói như sau. Dạ. Mô Bức Thầy Gia, dạ con xin sám hối tại vì con. Dạ bạch sư cho con xin phép cho con đọc lại tại con thấy. Dạ con xin sám hối với đạo tràng, con nhìn thấy cái màn hình cái máy con nó nhảy, con
đọc con này mà nhất con xin đọc. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết. Udề Sawi Pangasutta 1147 và 1150. Chữ Udewa Quy Phần Gá nghĩa là giảng rộng những điều được nói tóm tắt. Đức Thế Tôn nói một cách cô đồng về một tỳ kheo vượt thoát sanh già bệnh chết do tâm không bị chi phối và chấp thủ nội giới cũng như ngoài giới. Tôn giả Maha Kachana, một vị đại đệ tử được xem là thù thắng về khả năng quản diễn những điều được nói cô động, đã trình bày rộng rãi ý nghĩa của những gì Bậc Đạo Sư muốn nói. 1147 lời dạy ngắn gọn của Đức Thế Tôn. Đức Phật trong cách nói hàm xúc đã dạy rằng những ai không bị dao động nội trần và vượt khỏi chấp thủ sẽ hoàn toàn giải thoát. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ Chê Ta Quá Ná Kỳ Đà Lâm tại tỉnh xá ông Anna Tha Biên Đích Cá Cấp Đô Cô Độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, các vị tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, ta đã giảng cho các tổng thuyết và biệt thuyết, hãy suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ kheo, vị tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản động rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh già, chết trong tương lai. Thế Tôn nói như vậy xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tịnh xá. 1148. Đức Kim Cung và lòng tôn kính của một bậc thánh đệ tử. Chư tỳ kheo thỉnh cầu ông tôn giả Mahakachana giảng rõ những gì Đức Phật đã dạy, nhưng ban đầu vị này từ chối về đề nghị mọi người nên bạch hỏi Bậc Đạo Sư. Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các tỳ kheo ấy suy nghĩ một chư hiền sau khi đọc lên bài tổng thuyết một cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, không tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản động, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh già, chết trong tương lai. Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi phần tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một rộng rãi. Rồi các tỳ kheo suy nghĩ như sau: tôn giả Maha Kachana đại ca chiêm diêm này đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỳ kheo ấy thưa với tôn giả Maha Kachana: thưa hiền giả Maha Kachana, sau khi đọc
Tổng thuyết này không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh xá. Này kheo, tỷ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này, có ai giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này? Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này hiền giả, các cha ná chúng tôi suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Các Cha Ná này đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Các Cha Ná có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy hỏi Tôn giả Maha Các Cha Ná về ý nghĩa này. Tôn giả Maha Các Cha Ná hãy giải thích cho. Này chư hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, và việc làm của chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn. Chư tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy. Bậc có mắt, bậc trí giả, bậc pháp giả, bậc phạm thiên, bậc thuyết giả, bậc tiên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc pháp chủ, bậc Như Lai hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư hiền như thế nào, chư hiền hãy như vậy thọ trì. Thưa hiền giả, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần biết. Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả, Maha Các Cha Ná được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng hạnh, đồng phạm hạnh kính trọng, Tôn giả Maha Các Cha Ná có thể giải thích rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Maha Các Cha Ná giải thích cho. Nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức, vậy chư hiền hãy nghe và suy nghiệm kỹ tôi sẽ nói. Thưa vâng, hiền giả, các vị tỷ kheo ấy vân đáp Tôn giả Maha Các Cha Ná. Tôn giả Maha Các Cha Ná nói như sau. 1149, ý nghĩa rộng rãi của những gì Phật dạy. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá. Này các tỳ kheo, vì tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, không tâm trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này chư hiền, lời tổng thuyết này được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau. Không bị chi phối và không bị chi phối bởi ngoại trần, tâm bị chi phối bởi ngoại giới và tâm dao động đối với sáu cảnh sắc. Ngoại giới và tâm dao động với sáu cảnh sắc, thinh hương vị xúc pháp. Ngược lại, khi tâm không bị chi phối bởi và tâm không dao động,
Chư hiền sao gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, bị tản rộng? Ở đây này, chư hiền, khi vị tỳ kheo thấy sắc với con mắt, thức truy cầu sắc tướng bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, bị phiền trượt bởi kiết sử vị của sắc tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn, tản rộng. Khi vị tỳ kheo nghe với tai, ngửi hương với mũi, nếm vị với lưỡi, cảm xúc với thân, nhận thức pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, bị phiền trượt bởi kiết sử vị của pháp tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần bị tán loạn tản rộng. Như vậy này chư hiền, hãy gọi là thức bị tán loạn tản rộng. Chư hiền sao gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, không bị tản rộng? Này chư hiền, khi vị tỳ kheo thấy sắc với con mắt, thức không truy cầu sắc tướng, không bị trói buộc bởi vị của sắc tướng, không bị cột chặt bởi vị của sắc tướng, không bị phiền trượt bởi kiết sử vị của sắc tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, không bị tản rộng. Khi vị tỳ kheo nghe tiếng với tai, ngửi hương với mũi, nếm vị với lưỡi với thân, nhận thức pháp với ý, thức không truy cầu pháp tướng, không bị trói buộc bởi vị của pháp tướng, không bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, không bị phiền trượt bởi kiết sử vị của pháp tướng. Như vậy gọi là thức đối với ngoại trần không bị tán loạn, không bị tản rộng. Như vậy này chư hiền, gọi là thức không bị tán loạn, không bị tản rộng, không bị chi phối và không bị chi phối bởi nội trần. Nội trần ở đây chỉ cho hỷ lạc trong thiền, chính đó là những trạng thái tạo nên chấp thủ. Và này chư hiền, thế nào gọi là tâm trú trước nội trần? Ở đây này chư hiền, vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thức vị ấy truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, bị phiền trượt, bị triền phược bởi kiết sử do hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vị tỳ kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thức của vị ấy truy tìm hỷ lạc do định sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị phì triền phược bởi kiết sử hỷ lạc định sanh. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vị tỳ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, thức của vị ấy truy tìm xả, bị trói buộc bởi vị xả và lạc, bị cột chặt bởi vị xả và lạc, bị phiền triền phược bởi vị xả và lạc. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vị tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không không lạc, xả niệm an tịnh, thức của vị ấy truy tìm không khổ không lạc, bị trói buộc bởi vị không khổ không lạc, bị cột chặt bởi vị không khổ không lạc, bị triền phược bởi kiết sử vị không khổ không lạc. Như vậy gọi là tâm trước nội trần. Như vậy gọi là tâm trú trước nội trần. Và này chư hiền, thế nào là gọi tâm không bị trú trước nội trần? Ở đây này chư hiền, vì tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm không tứ. Thức của vị ấy không truy tỷ lạc do ly dục sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vị tỳ kheo đình chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do định sanh, bởi vị hỷ lạc do định sanh,
không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, không bị triền vượt bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vì tỷ kheo ly hỷ xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba, thức của vị ấy không truy tìm xả, không bị trói buộc bởi vị xả và lạc, không bị cột chặt bởi vị xả và lạc, không bị triền phược bởi vị xả và lạc. Như vậy được gọi là tâm không trú trước nội trần. Lại nữa này chư hiền, vì tỳ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hữu ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm an tịnh, thức của vị ấy không truy tìm, không khổ không lạc, không bị trói buộc bởi vị của không khổ không lạc, không bị cột chặt bởi vị của không khổ không lạc, không bị triền phược bởi kiết sự vị không khổ không lạc. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Như vậy gọi là tâm không trú trước nội trần. Chấp thủ và không chấp thủ đối với tất cả hiện tượng, dù nội giới hay ngoại giới, nếu bám víu bằng ngã chấp gọi là chấp thủ, quán chiếu tất cả những hiện tượng tự diệt và không chấp thủ. Và thế nào này chư hiền, là bị chấp thủ quấy rối ở đây này chư hiền? Kẻ vô văn phàm phu thấy rõ các bậc thánh không thuần thuộc pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không yến kiến các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, sắc pháp ấy của nó có biến hoại đổi khác, với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp ấy của nó, thức của vị ấy bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp nên pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền và đầy những khao khát mà vị ấy bị chấp thủ quấy rối. Vị ấy xem cảm thọ tưởng các hành thức là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức ấy của vị ấy biến hoại và đổi khác, với sự biến hoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức của vị ấy bị chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị ấy. Do thức bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong pháp nên các pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ, bực phiền và đầy những khao khát, và vị ấy bị chấp thủ quấy rối. Như vậy này chư hiền, là bị chấp thủ quấy rối. Và thế nào này chư hiền, là không bị chấp thủ quấy rối? Ở đây này chư hiền, có đa văn thánh đệ tử yến kiến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, yến kiến các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không thấy sắc như tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là vị ấy biến ngoại đổi khác. Với sự biến ngoại và đổi khác trong sắc pháp của vị ấy, thức của vị ấy không bị tùy chuyển bởi sự biến ngoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến ngoại trong sắc pháp nên các pháp quấy rối khởi lên, không xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát mà vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Vị ấy không xem cảm thọ tự hành thức như là tự ngã, hay là tự ngã là có thức, hay không thấy thức như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. Của vị ấy biến ngoại và đổi khác, với sự biến ngoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyển bởi sự biến ngoại trong thức của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến ngoại trong thức nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì
vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Như vậy này chư hiền là không bị chấp thủ quấy rối. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa, một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tịnh xá. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi. Sanh khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai. Chư hiền được Thế Tôn đọc vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy, và nếu như tôn giả muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này Thế Tôn giải thích các tôn giả như thế nào. Hãy như vậy thọ trì. 1150 nhận của Đức Điều Ngự. Chư tỳ kheo trình lại Đức Phật những gì đã được tôn giả Maha Kacchana dạng. Nghe xong Đức Thế Tôn tán thán. Rồi các tỳ khi hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Maha Kacchana dạng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không phải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo phải cần quan sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa một cách rộng rãi và đã đi vào tịnh xá. Vị tỳ kheo cần phải quan sát một cách như thế nào để thức vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỳ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của già, sanh già chết trong tương lai. Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kacchana Đại Ca Chiêm Diên này đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hành có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kacchana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến tôn giả Maha Kacchana. Sau khi đến, chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kacchana về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến tôn giả Maha Kacchana. Sau khi đến, chúng con hỏi tôn giả Maha Kacchana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã được tôn giả Maha Kacchana giải thích cho chúng con với những phương pháp Akara này, những câu này với những chữ này. Này các tỳ kheo Maha Kacchana là bậc thiền dạy, các tỳ kheo Maha Kacchana là bậc đại trí tệ. Này các tỳ kheo, nếu các ông hỏi ta về ý nghĩa này, ta cũng giải thích cho các ông như vậy, như Maha Kacchana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các ông hãy thọ trì như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Con đã đọc xong bài chánh kinh, và con thành kính tri ân quý ngài, quý sư và vị chư tôn đức tăng ngay trong đạo tràng. Con kính cung thỉnh đại đức.
pháp tính từ bi quan hỷ giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Và Nam Mô Bụt Thầy nhé, con xin xuống. Sa thú lành thầy. Nam Mô Bụt Thầy nhé, Nam Mô Tam Ma nhé, Nam Mô Sa Thà nhé. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Thành, cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta vừa nghe dẫn nhập và đọc phần chánh văn của một bài kinh trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 138, là kinh Tổng Thiết và Biệt Thuyết. Chúng ta nhờ có cái tên Bali Út Đề Sát Vi Phần Gác Xuất Tát, thì chúng ta mới nhờ như vậy mà chúng ta mới hiểu được là có nghĩa là cái bài kinh này được giảng nghĩa rộng của một cái điều mà Đức Phật đã nói tóm tắt đó. Thành ra cái tựa bài kinh là Út Đề Xá Quý Khăn Quý Phần Giá. Út Đề Xá là giảng giải, Quý Phần Giá là phân tích đó. Vậy thì ở trong cái bài kinh ngày hôm nay đó, là cái lời dạy ngắn gọn của Đức Phật mà đã được hàm xúc rất là một cái điều ở trong đó, được các vị tỳ khu được nghe Đức Thế Tôn thuyết bài kinh này ở thành Sawatthi ở Chetawana. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đã kêu các vị tỳ kheo lại để thuyết giảng, đã thuyết giảng một cách tổng thiết và biệt thuyết, thì Đức Phật giảng như vậy rồi xong rồi Đức Phật đi vào ở trong cái trú xứ của ngài để mà ngài nghỉ. Thì khi mà các vị tỳ kheo nghe rồi thì do các vị có một cái tấm lòng tôn kính của một cái bậc thánh đệ tử, thành ra đó lúc đó các vị tỳ kheo nghe như vậy rồi mà Đức Phật không giảng giải rộng rãi, thành ra Đức Phật mới đi đến, và xin lỗi quý vị, các vị tỳ kheo mới đi đến thỉnh cầu một cái vị tôn giả tên là Mahakacchayana. Thì như những cái bài kinh trước đó, chúng ta đã biết ngài Mahakacchayana là một cái vị coi như là giảng giải những cái bài kinh rất là sâu sắc, rất là chi tiết. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong cái phần chánh văn này đó, ngài Mahakacchayana đó, ngài cũng có một cái đức khiêm tốn, rất là khiêm tốn. Ngài mới nói rằng các vị tỳ kheo là đi nên đi đến để mà hỏi hoặc là thỉnh Đức Phật thuyết giảng đó, chứ không có nên, cũng như là cái vị này cũng không phải là giống như một người mà có cái sự tự cao. Các vị tỳ kheo đi đến thỉnh tôn giả Mahakacchayana, thì tôn giả Mahakacchayana nói các vị nên thỉnh Đức Phật thuyết. Rồi các vị tỳ kheo mới nói bạch tôn giả, sau khi Đức Phật đã đọc, đã thuyết giảng như vậy rồi đó, Đức Phật đã từ cái chỗ ngồi đứng dậy và đi vào ở trong cái tịnh xá rồi. Thành ra đó, chúng tôi mới đi đến thỉnh tôn giả giảng giải cho một cách rộng rãi. Thì khi mà các vị tỳ kheo trình bày như vậy rồi đó, thì lúc này coi như là
coi như là tôn giả Mahakacchayana không có từ chối được. Thành ra lúc đó tôn giả Mahakacchayana mới nói rồi, được rồi, vậy thì các vị hiền giả nên nghe, nên nghe ta sẽ phân tích, phân tích cho các vị nghe. Thì cái đầu đề nó là như vậy. Cái đầu đề là Đức Phật nói với các vị tỳ kheo là cần phải quát một cách như thế nào mà để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tán rộng, tâm không có trú ở trong nội trần, không bị chấp thủ, không bị quấy rối. Đó, này chư hiền, lờ tổng thiết này được Đức Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt. Đó, thì bây giờ ngày tôn giả Mahakacchayana mới giải thích cái tâm mà bị chi phối bởi ngoại giới là cái tâm dao động đối với sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Ngược lại, tâm không bị chi phối bởi sáu cảnh, không bị dao động. Đó, thì vậy thì cái đầu đề này đầu tiên là chúng ta thấy rằng đối với cái thức hay là cái tâm mà không có bị dao động với ngoại phần hoặc là ngoại cảnh là như thế nào. Có nghĩa là cái vị đó không có bị cái cảnh sắc nó chi phối. Những gì mà chúng ta nhìn thấy được bằng con mắt thì cái đó đều gọi là cảnh sắc, dù cho cái đó là cái vật tròn hay là dài hay là vuông hay là ngắn gì cũng vậy. Hoặc là đối với con người cũng vậy, nó cũng, nếu đối với cái trí tuệ của thiền quán á, khi mà người ta nhìn vào một con người đó thì lúc đó người ta chỉ nhìn là một cái cảnh sắc thôi. Mà bây giờ á, mà chúng ta làm sao mà chúng ta mà không có bị dao động, mà thí dụ như là đối với cái cảnh sắc đi, đối với cái sắc đẹp, thí dụ như bây giờ mình nói về cái sắc đẹp đi, thì mình làm sao mà mình không bị dao động, quý vị? Có nghĩa là đối với những người mà đã từng tu tập về quán tử thi hoặc là 32 thể trược, những có tu tập về những cái đề mục đó thì coi như là khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của con người á, thì cái vị đó sẽ không có bị cái sự tham đắm, không có bị cái sự chi phối. Quý vị thấy rằng ở trong kinh á, có một cái câu chuyện kể lại rằng á, có một cái vị tỷ kheo đi với một cái vị sa di đi vào rừng để mà kiếm cái cây mà để mà làm cái cây chà răng á, quý vị. Mà ngày hôm nay thì mình dùng cái bàn chải, nhưng mà ngày xưa ở trong thời đó các vị đi vào rừng để mà kiếm một cái loại cây gỗ, mà chúng tôi quên cái loại cây đó rồi. Đó, thì đi kiếm cái cây đó để làm cái cây mà đánh răng, là cái cây để mà chà răng. Thì lúc đó là cái chú sa di á, là một cái vị sa di á, là mới tẻ ra một cái con đường khác là để đi kiếm, là để đi kiếm gỗ. Thì tại cái con đường mà cái vị sa di rẽ qua đó, thì cái vị sa di đó mới thấy một cái tử thi, thấy một cái tử thi. Thì khi mà vừa thấy cái tử thi đó thì quý vị thấy rằng là coi như là cái vị sa di này mới nhớ lại cái đề mục mình tu tập đi, nhớ về cái đề mục mình tu tập, cái đề mục tử thi. Thành ra lúc đó cái vị này mới quán sát cái sự bất tịnh của cái ngoại thân, có nghĩa là cái thân cái tử thi đó bất tịnh, rồi ở trong cái thân của mình nó cũng có những cái chất bất tịnh, nhưng mà bây giờ là do nó còn được những cái chất lửa, chất ấm, vân vân, thành ra nó chưa có bị đổ vỡ thôi. Đó, thành ra chỉ nhìn cái tử thi đó mà cái vị sa di đó đã phát triển được minh sắc tuệ và chứng đắc được ba đạo quả đầu tiên, có nghĩa là chứng đắc tu đầu hờn, rồi chứng đắc tư đà hàm, chứng đắc an hàm. Khi mà chứng đắc ba đạo quả đầu tiên đó thì lúc bấy giờ cái vị sa di này muốn quán xét để mà
chứng đắc luôn đạo quả hán. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo mới lạc cái dấu của cái vị sa di rồi, mới kêu mới kêu tên cái vị sa di đó. Thì khi mà kêu lần thứ nhất rồi đó, thì cái vị sa di này mới nghĩ rằng là hồi trước giờ mình xuất gia đó, mình không có để ai mà kêu mình 2-3 tiếng, ai mà kêu mình 2-3 lời đó. Thì cái vị sa di đó phải ngưng lại mới là bạch con có gì không. Thì cái vị này mới hỏi ngươi đang ở kia, thì cái vị này mới chỉ cái đường để mà đi tới. Thì cái vị tỳ kheo đó đi đến cái con đường đó, cũng gặp cái tử thi và phát triển được minh sắc vậy, chứng đắc đạo quả A-la-hán luôn đó. Thì chúng tôi kể cho quý vị nghe là như vậy để chi, để cái người mà khi mà chúng ta thấy những cái cảnh sắc mà chúng ta không có bị dao động là do đâu quý vị? Do mình đã từng tu tập quán tử thi hoặc là 32 thể trượt của cái ở trong cái thân này. Còn nếu mà chúng ta chưa có chúng ta chưa có từng quán hoặc là có nhiều khi mình bị cái cảnh sắc nó dao động là cái chuyện đó là một bình thường. Quý vị thấy rằng ngày xưa đó ở trong thời Đức Phật cũng có nữa quý vị. Có nghĩa là lần đó nó có 500 vị tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo sau mùa hạ tu tập xong rồi, thì 500 vị tỳ kheo này là coi như là chứng đắc tới ngũ thiền, chứng đắc tới ngũ thiền. Nhưng mà các 500 vị tỳ kheo này tưởng rằng là mình đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi, đã tưởng mình đã đoạn trừ được lậu hoặc rồi, thành ra mới đi về thăm Đức Phật, đi về thăm Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật ngài quán xét, ngài biết rằng là 500 vị này là bị lầm tưởng như vậy, chỉ chứng được ngũ thiền thôi, tạm thời giải thoát thôi mà lầm tưởng rằng là mình đã chứng đắc được đó. Thì Đức Phật mới nói với ngài Ananda đó là mời 500 vị tỷ kheo đó là đứng chờ ở ngay chỗ cái bãi Thay Ma đó, có nghĩa là bây giờ chúng ta kêu là nghĩa địa đó. Thì lúc đó 500 vị tỷ kheo cũng phải làm theo cái lời đó, rồi đứng ở cái bãi Thay Ma. Thì ở trong cái nút đầu ở trong cái phía đầu của cái bãi Thay Ma đó, thì mới thấy là những cái xác chết nó đã phình trương lên rồi, nó hôi thối, nó phình trương lên rồi, nên các vị này khó chịu, các vị này không có đứng đó được, phải tìm cái chỗ khác đứng. Khi mà tìm cái chỗ mà sâu hơn tí xíu nữa đó, thì gặp những cái tử thi mà mới chết, thành ra mà gặp khi đó là khác phát ấy nữa, có nghĩa là cái tử thi của người nữ, thành ra mới chết, thành ra cái da, cái nước da nó còn, nó chưa có bị hủy hoại, nó chưa có phình trương lên, thành ra nó còn nhô ra những cái tướng của người nữ. Thành ra lúc đó các vị tỷ kheo này mới sanh khởi cái tâm tham liếng, tham liếng. Thì lúc đó Đức Phật đã biết được tâm của các vị tỷ kheo, thành ra Đức Phật đã dùng thần thông thị hiện đến để mà thuyết pháp cho những vị này nghe. Thì lúc đó những vị này mới biết rằng là đối với vị A-la-hán không có còn tham, không có còn sân, mà mình vừa trải qua cái trạng thái đó là mình vẫn còn bị cái điều đó. Thành ra nghe Đức Phật thuyết pháp, 500 vị này mới chứng đắc đạo quả A-la-hán. Thì chúng tôi kể cái câu chuyện này để chi quý vị? Để nói rằng là đối với cảnh sắc, cảnh thinh gì cũng vậy, nếu mà chúng ta không khéo quán xét là chúng ta sẽ bị những cái triền phược nó cột trói, hoặc là chúng ta sẽ bị những cái phiền não nó sanh khởi liền. Đó quý vị thấy đó, đối với 500 vị tỷ kheo mà đã chứng đắc được ngũ thiền, đã chứng đắc được ngũ thiền mà còn bị chi phối bởi những cái cảnh đó nữa đó. Thì ở trong đây đó, cái lời của Đức Phật dạy, tâm mà bị chi phối bởi ngoại giới là tâm dao động đối với sáu cảnh, sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thành ra đó, ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có biết hộ trì các căn,
Thì chúng ta nhìn cái cảnh nào cũng vậy, hãy mà chúng ta mắt mà chúng ta nhìn cái cảnh sắc thì chúng ta cũng bị chi phối. Tai mà chúng ta nghe âm thanh, nghe tiếng, chúng ta cũng bị chi phối. Đó, thì quý vị thấy rằng cũng như cái vị sa di mà cầm cái gậy để mà dẫn trưởng lão Chắc Cú Ba Lá đi ở trong rừng, chỉ nghe cái tiếng hát của người, con gái đang móc củi ở trong rừng thôi. Nghe cái tiếng hát như vậy là coi như là đang cầm cái cây mà dẫn sư bác mình đi, là lúc đó là bỏ cái cây liền, bỏ cái cây gậy đó liền, rồi đi tìm đến cái chỗ mà của cái người, cái chỗ mà phát ra cái tiếng hát đó, để mà đi tìm cái người con gái đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng coi như là đối với những cái cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nếu mà mình không khéo mình hộ trì, thì lúc bấy giờ tâm của mình nó sẽ bị dao động đối với những cái cảnh đó. Thành ra tới đây quý vị thấy rằng chúng tôi nhớ, bởi vì hồi lúc trước chúng tôi nhớ những cái ngày tháng mà học ở chùa Siêu Lý, mình học ở trong Vi Diệu Pháp mà nói về cái lộ ngũ môn thờ cận tử. Thì lúc đó chúng tôi không có biết, chỉ mình học á, mình chỉ biết cái chi pháp là như vậy thôi quý vị, chứ mình không, cũng lúc đó mình không có tìm ra được cái thí dụ, mình không có tìm ra được thí dụ là như thế nào mà gọi là cái lộ ngũ môn thờ cận tử. Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người á, người ta bắt một cái cảnh gì đó xong rồi người ta tử luôn, người ta bắt một cái cảnh gì đó, có nghĩa là những cái giác quan của mình nè, nó nhìn thấy một cái cảnh gì đó rồi sau đó mới tử. Có nghĩa là có khi mình thấy được cái nghiệp tướng, có khi là mình nhìn cái, hoặc là có những người là thí dụ như là người ta bị la quá, bị cái người nào đó nói nặng quá, thí dụ như mình coi ở trong những cái phim ngày xưa đó, thì có những người người ta bị chửi, bị chửi nặng quá rồi người ta nghe vô rồi người ta tức. Người ta tức rồi lúc đó học máu chết luôn, học máu chết luôn. Thành ra đó, khi đó là bắt cảnh thinh, khi mà bắt cảnh thinh rồi mình không có hộ trì nổi, mình không có hộ trì nổi rồi mình tử luôn. Thật sự ra đó, hồi lúc mà học đó, thì chi pháp đó, mình biết, nhưng mà những cái thí dụ á, những cái thí dụ như là mình nghe người ta chửi rồi mình nóng quá rồi mình học máu mình chết luôn, thì những cái thí dụ đó mình không biết quý vị. Thì sau này nhờ mình thấy, mình đọc ở trong quyển này quyển kia, hoặc là mình coi ở trong những cái trường hợp này trường hợp kia đó, thì lúc đó chúng tôi cảm thấy nó rất là thú vị, nó rất là thú vị, và chúng tôi rất là nhớ cái ơn mà những cái ngày tháng mà mình được học những cái câu đó, những cái chi pháp đó. Đó, thành ra trở lại với cái đầu đề này đó, thì quý vị thấy rằng một cái vị tỷ kheo mà nếu mà tu tập, hoặc là đối với những người đời, những người cư sĩ cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập đó, ở trong cái lúc bình nhật, có nghĩa là ở trong cái lúc bình thường đó, chúng ta phải có cái sự mà phòng hộ được các căn. Chúng ta phải tu tập, chúng ta phải phòng hộ được các căn á, thì khi mà chúng ta, lúc mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh á, thì chúng ta mới có đủ cái năng lực để mà chúng ta xoay chuyển cái cảnh, hoặc là cũng chỉ có trừ những cái trường hợp nó đặc biệt. Ví dụ như có những người ta may mắn, người ta có phước báo quá, người ta có phước báo nhiều quá, thành ra đó, những người đó thì còn xoay sở ở trong đó được. Còn nếu mà đối với chúng ta đó mà không có cái sự mà nhiệt tâm tu tập đó, thì những cái cảnh đó chúng ta rất là khó xoay sở. Thì chúng tôi nói cũng như là quý vị thấy rằng đó, ở trong những ngày nay đó, quý vị nghe các vị giảng sư, các vị nói về cái bà tín nữ mà cúng dường cái bộ y đó, mà cái lúc mà lâm chung á, cái lúc mà cận tử nghiệp đến á, bà bị cái cơn sốt đó nó nóng làm cho bà khó chịu, đến nỗi mà ở trong tâm tư của bà thấy lửa, bà thấy lửa,
Nhưng mà lúc mà bà thấy lửa đó là bà thấy cái màu y, bà nhìn cái màu của lửa đó, bà nhìn giống cái màu y. Thành ra lúc đó bà nhớ là cái sự cúng dường y phục, bà hoan hỷ. Thành ra lúc đó bà mạng chung, bà sanh cõi trời. Bà sanh cõi trời. Thì ở đây chúng tôi nói rằng á, cái trường hợp đó đó là do cái phước báo của bà ta nhiều. Cái phước báo của bà ta nhiều, bà ta cúng dường được y áo cho chư tăng. Thành ra đó, cái phước đó nó lớn, thành ra nó đủ cái khả năng để mà nó xây sở. Còn đối với chúng ta đó, thì ở trong đời sống ngày hôm nay đó, chúng ta phải vừa tạo phước mà chúng ta cũng vừa phải tu tập. Chúng ta tu tập thiền định, chúng ta tu tập thiền quán, hoặc là chúng ta tu tập một cái pháp môn nào đó để mà nó hộ trì cái tâm của chúng ta. Đó, quý vị thấy rằng á, ở trong thời xưa đó, các vị tỳ khưu tu tập rất là nghiêm ngặt. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng á, ở trong kinh á, mà có kể lại á, có một nhóm mà 30 vị tỳ khưu đi vào trong rừng để mà tu tập. Rồi các vị mới giao với nhau là coi như là mình phải tận dụng cái thời gian mình tu tập, không có để uổng phí cái thời gian. Đến nỗi mà có cái vị đó đó, khi mà bị tha đó, mà cái vị đó không dám la lên nữa. Tại vì cái vị đó nghĩ rằng là bây giờ chư huynh đệ của mình, chư hiền giả của mình đang tu tập trong cái đêm khuya, nó được yên tĩnh, mà bây giờ mà mình la lên đó, thì sẽ làm cũng như là làm mất cái trạng thái mà chư hiền giả, chư huynh đệ mình tu. Thành ra cuối cùng cái vị đó bị cọp tha, cái vị đó bị cọp tha. Đến nỗi mà lần lần rồi đến cái ngày rằm á, thì quý vị thấy rằng á, là các vị mới họp nhau lại coi rồi giờ thấy ở đâu mất hết mười mấy vị sư rồi. Mình đi vào rừng mình tu á, thì lúc đầu mình đi vào 30 vị, mà bây giờ á, mà đến cái ngày Bồ Tát á, mình nhìn lại, mình coi lại á, thì còn có mười mấy vị sư à. Thành ra các vị trưởng lão á, các vị mới biết rồi, mấy sư đó bị cọp nó vồ rồi, cọp nó ăn rồi. Thành ra đó các vị mới giao với nhau, bây giờ mình tu tập thì mình tu tập, nhưng mà nếu mà có cái mệnh hệ gì nó nguy hiểm thì các vị hiền giả phải la lên cho chúng tôi biết để mà mọi người đến ứng cứu. Thì quý vị thấy rằng khi mà giao như vậy rồi đó, thì vào cái đêm khuya đó, vị tỳ khu đó đang ngồi hành thiền quán, đang ngồi hành thiền quán, thì cũng bị cọp nó dồ quý vị, cọp nó ngậm cái vị đó ở trong miệng và nó tha lên ở trên một cái mỏm đá, một cái mỏm đá. Thì các vị tỳ kheo cũng xua đuổi, cũng cầm đuốc để mà xua đuổi, la hét lên để mà cho cọp nó thả ra. Nhưng mà cuối cùng nó không thả ra, nó leo lên ở trên một cái mỏm đá, nó treo leo vậy đó. Thành ra các vị tỳ kheo leo lên không được. Các vị mới nói rằng bây giờ đối với hiền giả nó đang nằm ở trong cái miệng của con cọp rồi, chúng tôi đành chịu thôi, không có cứu hiền giả được. Hiền giả hãy ráng cố gắng phát triển cái sự tu tập của mình để mà thoát khỏi cái sự nguy hiểm này. Thì cái vị tỳ khu đó là quý vị thấy rằng là lúc đó cái vị đó là thấy rằng là cấp bách. Bây giờ mình chỉ quan sát lại, là coi như là giới của mình thanh tịnh. Khi mà cái vị này quán thấy giới của mình thanh tịnh rồi, tâm hoan hỷ, nên nó phát sanh định. Và khi mà có định ở trong tâm, cái vị này quán xét cái thân này nó là bất tịnh, nó bị chi phối vô thường, khổ vô ngã. Thành ra cuối cùng vị đó đã đắc A La Hán, đắc được ngay trong miệng cọp, quý vị, ngay trong miệng của con cọp. Thì ở đây á, thì chúng ta thấy rằng là vậy thì nếu mà chúng ta khéo mà chúng ta tu tập thì đối với những cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, hoặc là đối với cảnh pháp cũng vậy, đối với cảnh pháp cũng vậy, thì chúng ta cũng đều quán xét được. Còn nếu mà chúng ta không tu tập được thì sao quý vị? Chúng ta không có cái sự tu tập á, thì coi như là nó bị ngược lại thôi, nó chi phối ngược lại thôi, nó làm cho tâm của mình nó bị dao động bởi một cái cảnh gì đó, mình cũng bị dao động hết đó. Thành ra
ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng á, tâm mình có dao động hay không á, là mình biết. Mình biết, thí dụ như có những cái trường hợp mà mình tự nhiên bất chợt mình gặp cái gì đó, một cái chuyện gì đó, tâm mình lúc đó nó bị dao động, có nghĩa là lúc đó mình quýnh quán, mình không biết tính như thế nào hết, mình không có biết tính như thế nào hết, thì mình biết rồi, tâm mình may là nó chỉ có một cái trường hợp nó xảy ra, nó nhẹ nhẹ như vậy thôi, nhẹ nhẹ như vậy thôi, mà mình đã bị chi phối rồi. Những cái điều này á, quý vị biết rằng khi mà thuyết giảng hoặc là đọc đến những cái cách này đó, chúng tôi nhớ hoài cái hình ảnh của hòa thượng ân sư của chúng tôi. Khi mà có cái chuyện gì đó, hòa thượng rất là bình tĩnh, hòa thượng rất là bình tĩnh, quý vị. Hòa thượng hỏi cái người này, cái sự việc đó làm sao, mà hãy mà đang quý vị đó nói mà người khác mà chọc vô, hòa thượng khoát tay im, đang hỏi bên đây, chừng nào bên đây nói xong rồi hòa thượng hỏi, rồi bên đây trình bày đi. Đó, thành ra quý vị thấy rằng á, đối với những cái cách mà thật sự ra đó, quý vị thấy rằng hòa thượng thì không có lúc nào mà nói mình là thí dụ như là mình là thiền sư, hoặc là không có khoe khoang cái gì hết. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà cần đó, hòa thượng ngồi ở một chỗ, hòa thượng giải quyết từ cái công việc mà nó tay chân, hoặc là ở trong cái công việc Phật pháp cũng vậy. Có lần đó chúng tôi ở trong cái thời gian mà mới đầu mà lên với cái banh thoát này, quý vị, thì trong cái thời gian đó chúng tôi thường là ngồi để mà trực máy dùm hòa thượng, có nghĩa là nhiều khi bị hư về đường truyền này kia đó, thì chúng tôi phụ giúp với hòa thượng. Thì quý vị biết không, chúng tôi ngồi, chúng tôi thấy hòa thượng ở trong lớp học á, hỏi hòa thượng là củ nhân tạo trí, rồi tứ nhân tạo trí đồ này kia đó, chúng tôi nói chết rồi, bây giờ hòa thượng của mình già rồi mà bây giờ mà tự nhiên trong lớp học mà bất chợt hỏi về củ nhân tạo trí rồi tứ nhân tạo trí gì đó, không biết làm sao hòa thượng trả lời được quý vị. Mà lúc đó đó, chúng tôi ngồi, chúng tôi lắng nghe hòa thượng trả lời từng chi pháp, thân đồ chỗ ở sạch sẽ, rồi có ánh sáng, rồi này kia vân vân, hòa thượng trả lời từng chi pháp như vậy. Chừng lát hòa thượng trả lời xong, chúng tôi nói nãy con tưởng hòa thượng bí tự bất chợt đạo. Thì chúng tôi muốn kể cái câu chuyện này ra đó, là quý vị thấy rằng là tại sao mà những cái vị này trả lời được. Thật sự ra thì có nhiều người ta nói do thuộc lòng quý vị, nhưng mà bất chợt tự nhiên ai đó mà người ta hỏi mình, thí dụ như học cái bài này mà bất chợt có những cái chi pháp khác á, làm sao mà mình nhớ quý vị. Nhưng mà do đâu? Do cái tâm thiền, do cái tâm mà có cái sự định tĩnh khi mà cần. Khi mà có cái tâm định tĩnh để mà mình sử dụng lúc mà cần á, thì mình sẽ từ từ, mình từ từ mình nhả ra từng điều ở trong tâm của mình. Đó, thành ra ở đây chúng tôi nói á, là khi mà quý vị gặp những cái bài này rồi thì mình chỉ kiểm tra lại coi ở trong cái tâm của mình, khi mà mình có một cái chuyện gì đó, thí dụ bây giờ mình đang ngồi nghe pháp, cũng như ở trong cái chỗ của chúng tôi bây giờ gió rất là mạnh, có thể mà nó sẽ thổi mạnh một cái là nó làm cho cái cửa nó sẽ đập vào cái thành, là do mình không có cài cái phen lại. Thì nếu mà bây giờ đó mà gió mà nó đập cái cửa cái ầm một cái như vậy đó, mà mình giật mình quên hết là mình biết rồi, cái tâm mình dễ tán loạn đó. Thì nếu tại sao mà chúng tôi nói ra những cái điều này, quý vị, đối với cái thời gian bình thường, cái thời bình nhật này mà mình còn bị dao động nữa, thì lúc mà cận tử đó thì chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta rất là khó để mà chúng ta quân bình được cái tâm của mình lại.
Đó, thành ra khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta học những cái chi pháp này rồi, đối tâm của mình đối với các cảnh mình có bị dao động hay không, mà thì nếu mà mình không động thì nó tốt, còn nếu mà mình có dao động đó thì mình phải tìm cái cách nào đó để mà mình tu tập. Thì ở trong cái sự mà tìm cái cách để mà mình tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là mình chỉ coi cái tâm của mình, cái tâm của mình nó bị lao chao hay là nó bị sợ sệt một cái gì đó, thì chúng ta tìm, chúng ta tìm ra. Ví dụ như là mình bị lao chao đi, bị lao chao, bị loạn động đi, thì mình phải ráng mình tu tập làm sao cho mình có cái tâm định tĩnh, nó không có bị tán loạn, nó không bị tán loạn. Hoặc là mình thấy cái tâm của mình nó ưa chạy theo trần cảnh, có nghĩa là nó tản rộng ra đó, như ở trong bài kinh này nói là tản rộng ra đó, thì mình phải tu tập một cái đề mục nào đó để mà mình kéo cái tâm của mình về đó. Thì như vậy đó là mình không bị chi phối. Chúng ta thật sự ra đó, nó cũng giống như mình hành thiền, nó cũng giống như là mình hành thiền, thì mới đầu cái tâm mình mà đi đến với cái sự tu tập về thiền đó, thì nó sẽ bị dao động rất là nhiều. Mà ở trong kinh Đức Phật nói là giống như là cái con trâu hoang, cái con trâu hoang mà mình mới vừa bắt nó về, thì mình phải làm sao, mình phải cột nó vô một cái gốc cây riêng, hoặc là một cái cọc mà mình cột riêng nó ở ngoài đó, để chi quý vị, để cho nó nhào lộn, nó làm gì làm đó đi, nó làm một hồi á nó mệt, là nó sẽ ngừng nghỉ thôi. Thì cũng vậy, tâm mình tu tập, mình muốn chú vào một cái đề mục nào đó, mình muốn an trú ở trong một cái đề mục thiền định nào đó, thì nó không phải là nó được liền, nó phải có cái sự mà giống như là vật lộn vậy đó, nó cứ chạy theo trần cảnh, nó suy nghĩ chuyện trước chuyện sau, có nghĩa là chuyện quá khứ rồi chuyện này chuyện kia đó, rồi mình cứ ngồi đó mà mình tu tập. Cái điều này á, chúng tôi nói thật ra đó, thì do mình có cái sự tinh tấn, mình siêng năng, mình tu tập, thì một lúc nào đó đó thì cái tâm mình nó cũng yên lại thôi. Mà phải đi đúng đường nha quý vị, phải đi đúng đường chứ, và có nghĩa là mình phải tu tập đúng theo cái lời của Đức Phật dạy, chứ mình đi theo mà không phải cái lời của Phật dạy đó, thì cái tâm của mình nó rất là khó để mà nó yên lặng lại đó. Thì tiếp theo á là nói về không bị chi phối bởi nội trần, không bị chi phối bởi cái nội trần, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là đối với những cái vị hành giả tu tập, khi mà chúng ta chứng đắc được những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mình chứng đắc được cái tầng thiền nào đó, thì mình cũng bị cái sự mà chi phối bởi những cái vị ngọt của thiền. Bây giờ quý vị đừng có nói là mình chứng thiền, mình mà được một cái trạng thái gì đó thôi. Chúng tôi nói thật sự, khi mà mình được một cái trạng thái gì thôi là mình rất là thích thú, mình rất là thích rồi quý vị. Tại sao mà mình làm biến hành thiền? Tại vì khi mà mình hành, nó không có được cái gì trong đó hết, nó không có phát sanh được cái sự an lạc, nó không có phát sanh được một cái gì ở trong đó hết. Thành ra nó làm cho mình không có hứng thú, nó làm cho mình không có hứng thú. Thì chỉ có đối với những người á, mà người ta ngồi thiền á, mà lâu được á, là tại sao? Là tại vì người ta có tìm được một cái sự an lạc gì ở trong đó. Dù là cái an lạc đó nó là một cái chuyện nhỏ thôi, một cái chuyện nhỏ thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị hành thiền á, quý vị biết không? Khi mà mình ngồi 60 phút mà quý vị chỉ an trú ở trong đề mục á được 10 phút thôi, là chúng tôi bảo đảm ngày mai là quý vị tới giờ đó là quý vị tìm cách là quý vị đi đến quý vị hành thiền. Đó, quý vị thấy rằng khi mà mình chỉ được chừng 10 phút thôi, mình ngồi thiền tuy rằng 60 phút nhưng mà mình được 10 phút mà mình an trú tâm của mình ở trong cái đề mục đó thôi, thì coi như là tự nhiên mình cảm thấy có sự thích thú,
mà về cái phương pháp ngồi thiền. Còn mà mình ngồi mà coi như là mình ngồi mà 60 phút, 30 phút gì mà nó không có an trú được là ngày mai mình chạy. Ngày mai mình chạy liền, mình không có ngồi được. Nhưng mà cái người nào mà cố gắng bây giờ, tháng này mình làm không được tháng sau, mà bây giờ mình làm không được rồi năm sau mình làm, mình cứ làm tiếp như vậy, thì từ từ nó cũng sẽ được. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này đến quý vị. Ở trong kinh á, nói rằng là cái vị tỷ kheo á, mà bị vướng, bị chi phối bởi nội phần, là cái vị đó bị cái vị ngọt, bị cái vị ngọt ở trong những cái tầng thiền, có nghĩa là vị ngọt của sơ thiền, của nhị thiền, của tam thiền, của tứ thiền, của ngũ thiền, bị cái vị ngọt đó nó cũng như là nó làm cho cái vị đó bị tham đắm, bị dính mắc ở trong đó. Thì ở trong thiền, ở trong những cái tầng thiền này đó, nói về những cái vị ngọt đó, là mình tham đắm, là cái chuyện đó là cái chuyện bình thường, đó là cái chuyện bình thường quý vị. Đó, ngay cả mà chúng tôi nói rằng chuyện mà thấp nhất đi, mình ngồi thiền mà mình an trú tâm mình được ở trong đề mục chừng vài chục phút thôi, là mình đã cảm thấy là mình vinh hạnh lắm còn rồi, hoặc là mình thích thú lắm rồi. Đó thì huống chi là của sơ thiền, của nhị thiền. Thành ra cái chuyện này là nó bị dính mắc là chuyện bình thường. Đó, quý vị thấy rằng đối với tôn giả Anuruddha, tôn giả Anuruddha nói với ngài Xá Lợi Phất sao quý vị còn nhớ không? Thưa tôn giả, tôi thấy những cái thế giới, những cái cõi trời như là thấy một cái Phật mà ở trong bàn tay, nằm ở trên bàn tay của tôi. Đó có nghĩa là ngài Anuruddha lúc đó là còn là chỉ có là phàm nhân mà chứng thiền thôi. Đó, chưa có chứng đắc được đạo quả. Thành ra tôn giả Anuruddha đã khoe với ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất là cái sự chứng đắc những cái tầng thiền của mình. Thành ra lúc đó tôn giả Anuruddha chỉ ở đó để mà quan sát, để mà nhìn những cái cõi trời, nhìn những cái cảnh giới này kia của mình bằng thiên nhãn thông. Đó, thì lúc đó ngài Sariputta ngài mới nói rằng là đây là cái sự mà ngã mạn của hiền giả. Đây là cái sự ngã mạn của hiền giả. Đó, thì lúc đó tôn giả Anuruddha mới biết rằng là mình như vậy là mình còn những cái triền phược, mình còn bị những cái phiền não nó chi phối. Thành ra đó, lúc đó đó, tôn giả Anuruddha đã đi tìm chỗ thanh vắng để mà tu tập, phát triển được minh sắc tuệ, và cuối cùng chứng đắc được đạo quả A La Hán. Và quý vị thấy rằng hồi lúc trước mình nghe ở đây, chúng tôi cũng nói thêm, lúc trước nghe tôn giả Anuruddha, có người ta nói rằng tôn giả Anuruddha là chỉ có là đệ nhất về thiên nhãn thôi, chứ không có tứ tệ phân tích. Thật sự ra đó, quý vị biết rằng đối với tôn giả Anuruddha hoặc là ngài Ananda, rất là nhiều vị quý vị tuy rằng là đệ nhất về thiên nhãn, nhưng mà đối với tứ tệ phân tích, tôn giả Anuruddha cũng có nữa. Và bây giờ trở lại với cái bài học đó, thì quý vị thấy rằng là tôn giả Maha Kacchayana đó mới giải thích cho các vị tỳ kheo nghe, là coi như là đối với cái tâm của các vị không có bị làm sao để mà mình vượt khỏi những cái vị ngọt của thiền. Có nghĩa là đối với thiền này đó, để trợ giúp cái gì quý vị? Trợ giúp cho định tâm nó sanh. Có nghĩa là chúng ta có những cái tầng thiền này để cho tâm nó được định tĩnh, nó được an tịnh. Thành ra lúc đó, là các vị là phải làm sao mà thoát khỏi những cái kiết sử. Thoát khỏi những cái kiết sử thì lúc đó mới gọi là có trú trước, không có bị vướng vào nội trần. Đó, thì quý vị thấy rằng đối với thường thường
khi mà tại sao mà chúng ta phải tu tập để mà có cái sát na định, có cái cận định, có cái an chỉ định quý vị, là tại vì trong cái lúc mà bình thường á, tâm của chúng ta không có định á, chúng ta không có quán xét được, chúng ta không có quán xét được, mà nhiều khi á, quý vị biết rằng á, là chúng ta sẽ bị chạy theo cái dục trần nữa, chúng ta sẽ bị chạy theo cái dục trần nữa. Quý vị thấy rằng á, có nhiều người á, người ta ngồi, người ta hành thiền á, mà có lúc á, người ta bị cũng như là bị thất niệm mà người ta còn không biết. Người ta bị thất niệm còn không biết. Quý vị biết rằng khi mà chúng ta tu tập á, những cái trạng thái của thân và tâm nó diễn ra, chúng ta đều phải ghi nhận được, chúng ta đều phải ghi nhận được. Có những người á, ví dụ như là ta thấy cảnh sát thì người ta ghi nhận được, người ta biết rằng là tại mình có con mắt, rồi có cảnh sát, có ánh sáng, có cái ý muốn, có nghĩa là có cái sự tác ý á, mình mới thấy cái cảnh sắc đó, hoặc là cảnh thinh, hoặc là cảnh vị cũng vậy đó. Nhưng mà đến chừng á, mà người ta thí dụ như là người ta thấy cái đau nhất ở lưng, ở chân, ở tay, ở cổ đi, thì lúc đó, người ta không có phân tích được, người ta không có phân tích được quý vị. Có nghĩa là đối với tại sao mà mình có cái sự đau này, thì do mình có cái thân này, mà cái thân này á, là nó do đâu, cái thân này là do nghiệp nó hình thành, do ở cái nghiệp quá khứ mình có, nên mình mới có cái ngũ quẩn này, có cái nghiệp, có cái sự vô minh, có cái sự tham ái, vân vân đó. Thành ra đó, quý vị biết rằng có nhiều khi á, mà chúng ta không có ghi nhận được cái điều này á, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị cái tổn hại gì quý vị? Do mình không ghi nhận được những cái hiện tượng, những cái bản chất mà thực đó, những cái bản chất mà nó đang diễn ra thật sự như vậy, mà mình không ghi nhận được, thì lúc đó là mình bị cái gì? Mình sẽ bị tham nó sanh lên, hoặc là sân nó sanh lên. Rồi từ cái tham hoặc là cái sân đó nó sanh lên á, thì nó sẽ phát triển, nó phát triển thành cái sự chấp thủ, hoặc là cái sự chấp ngã. Rồi khi mà có tham, có sân, có chấp thủ, có chấp ngã, thì lúc đó chúng ta sẽ làm gì quý vị? Chúng ta sẽ hành động bằng thân, hoặc là bằng lời nói, hoặc là bằng cái sự suy nghĩ. Thì từ đó nó sẽ cho chúng ta có thân khẩu ý, thiện hay là bất thiện. Thì thiện hay là bất thiện thì nó sẽ cho chúng ta kết quả nữa, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả ở trong tương lai nữa. Thì khi mà mình phân tích không được, ví dụ như mình ngồi mình hành thiền mà đối với mình không chú tâm mình được, hoặc là mình không phân tích được có cái thân này đây là do ngũ quẩn, có con mắt này tại sao mà con thấy cảnh sắc, do có con mắt, nói chung là mình không phân tích được, thì lúc bấy giờ nó sẽ rơi vào cái trạng thái thất niệm. Mà hãy mà nó rơi vào cái trạng thái thất niệm á, thì lúc đó nó một á, là tham nó sanh lên, hai là sân nó sanh lên. Mà hãy mà tham và sân mà nó sanh lên á, thì chúng ta sẽ có cái sự chấp, chúng ta chấp thủ về cái này, chấp thủ về cái kia, thì nó sẽ tác động đến thân khẩu ý của chúng ta. Do vậy á, mà một cái vị khi mà tu tập á, chúng ta dù cho ở trong cái vị ngọt nào đi nữa, thì chúng ta phải cố gắng để mà chúng ta thoát ra được những cái vị ngọt đó, dù cho đó là những cái trạng thái mà nó an lạc đi, những cái trạng thái nó an lạc đi. Nhưng mà lúc đó mình phải nhớ lại cái lời của Đức Phật dạy, cái lời của Đức Phật dạy các pháp hữu vi nó có cái tính chất là nó vô thường, nó khổ, vô ngã đó. Thì mình có cái sự mà quán sát về cái điều đó, thì lúc đó mình mới biết rằng là những cái tầng thiền này nó cũng chưa có vững nữa, nó cũng chưa có vững chắc nữa. Thành ra lúc đó chúng ta mới thoát ra được.
Mà hãy mà chúng ta mà thoát ra được á, thì chúng ta mới mới thoát được những cái truyền phược, hoặc là những cái phiền não nó dẫn đến mình có cái sự bám chấp đó. Thành ra đối với ngoại cảnh, đối với ngoại phần mình cũng cần phải vượt qua, đối với nội phần mình cũng cần phải vượt qua. Rồi kế tiếp nữa là chúng ta đối với tất cả các cái hiện tượng, dù nội giới hay là ngoại giới, chúng ta đều không bám víu. Mà hãy mà bám víu thì nó sẽ trở thành chấp thủ, nó sẽ trở thành chấp ngã. Một cái vị mà biết quán chiếu tất cả những hiện tượng như vậy thì coi như là không có chấp thủ, không có chấp ngã, nó quấy rối những người đó. Thì những cái điều này thì thật sự ra đó là chúng ta phải đi đến gần những cái bậc mà có trí, hoặc là đối với ngày nay thì vừa đến với bậc trí, vừa đến với kinh điển, thì chúng ta mới tu tập được. Cũng như là ở trong cái bài kinh này là nói về cái vị tỷ kheo phải đi đến cái bậc gọi là các cái bậc thánh, rồi phải thuần thục các pháp của bậc thánh, rồi tu tập các pháp của bậc thánh, rồi ý kiến các bậc chân nhân, thì lúc đó đó mình mới thấy rằng là không có cái tự ngã, không có cái tự ngã. Có nghĩa là mình tu tập đó, mình thấy rằng có nhiều khi mình muốn như vậy, bây giờ á là mình muốn mình nhớ được, mình học mình nhớ được, mà bây giờ nó làm cho mình không nhớ, có lúc mình nhớ, có lúc mình không nhớ. Thì thật sự ra đó là mình đâu có điều khiển được cái ngã này đâu, mình đâu có điều khiển được cái tâm của mình đâu. Rồi có nhiều khi mình muốn cái điều đó, cái pháp đó nó trường tồn mà nó không trường tồn, coi như là nó bị cái sự thay đổi, nó sanh diệt, nó thay đổi. Thành ra chúng ta biết rằng là các pháp đó, nó là vô thường. Rồi chúng ta thấy rằng hãy mà cái gì mà nó vô thường thì nó khổ thôi, cái mà hãy mà nó khổ thì nó không phải là tự ngã của mình. Thì cái điều này mình muốn mình biết được thì phải làm sao quý vị? Chúng ta phải đi đến những cái bậc trí, những cái bậc chân nhân. Để chi? Để chúng ta học, rồi chúng ta tu tập, chúng ta học pháp, chúng ta tu tập những cái pháp của bậc chân nhân. Thì lúc đó, đó chúng ta mới có được những cái kinh nghiệm những cái kinh nghiệm đó để mà chúng ta tu tập. Khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm đó rồi đó, chúng ta tu tập đó, lúc bấy giờ đó, chúng ta sẽ đối với những cái người mà người ta có đầy đủ ba la mật, người ta có đầy đủ phước duyên, rồi người ta có đầy đủ cái sự tinh tấn, thì coi như là lúc đó người ta không có bị tán loạn, không có bị tán rộng, không có bị chú trước ở nội phần hay là ngoại phần gì hết, là có nghĩa là như ở trong bài kinh này đó. Còn nếu mà đối với chúng ta thì chúng ta cũng giảm bớt dần dần, quý vị, do chúng ta có tu tập cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ giảm được dần dần. Chúng ta một ngày chúng ta tu tập, chúng ta giảm một chút, quý vị thấy rằng cũng giống như là một ngày mà chúng ta tu tập được thiền định, thiền quán gì đó, được vài phút, được một chút nào thì nó tốt một chút đó. Giống như là chúng ta cái phước báo mà chúng ta tích trữ dần dần vậy đó, chúng ta tích trữ dần dần thì đến một lúc nào đó đó, chúng ta mới đến một lúc nào đó chúng ta đầy đủ phước báo, rồi chúng ta mới đầy đủ kinh nghiệm, hoặc là chúng ta có duyên lành, chúng ta gặp được những cái vị, những cái bậc trí, để mà chúng ta tiếp tục chúng ta tinh tấn, chúng ta tu để mà đoạn trừ những cái sự khổ đau. Còn bây giờ mà chúng ta không có đi tìm đến thì chúng ta sẽ không có cái cơ hội nào để mà chúng ta biết được cái con đường, hoặc là cái cách để mà đoạn trừ những cái phiền não.
Đó, thì qua cái bài kinh này rồi á, thì quý vị thấy rằng là lúc đó, đó các vị tỳ kheo sau khi mà nghe tôn giả Maha Kacchayana thuyết giảng xong, các vị tỳ kheo mới đem cái lời đó đem về bạch Đức Thế Tôn. Sau khi mà chúng con đi đến thỉnh tôn giả Maha Kacchayana, tôn giả đã thuyết như vậy như vậy, có nghĩa là các vị tỳ kheo đã thực lại cho Đức Phật nghe. Thì lúc đó Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo, Maha Kacchayana là bậc hiền giả, Maha Kacchayana là cái bậc đại trí tuệ. Thành ra nếu mà các ông hỏi ta về cái ý nghĩa này thì ta cũng giải thích cho các ông nghe giống y như vậy, y như lời của ngài Maha Kacchayana đã giải thích. Thì lúc đó các vị tỳ kheo là mới tỏ lên cái lời hoan hỷ và tín thọ cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với bài học ngày hôm nay đó, thì đối với cái sức của chúng con chỉ biết được nhiều đây, nên chúng con xin được trình bày đến đây và xin được giúp lời với cái phần phước này, con xin thành tâm dâng đến chư tôn Đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thánh nữ, và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thú kính trình cho Pháp Tính. Bậc Thượng Tọa Tổ Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và tín hiệu Tổ Siêu nghe được kính thỉnh Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 1. Một lần nữa, xin hỏi Thượng Tọa Tổ Siêu có mặt ở trước máy không? Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Tân có ở trước máy và có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Học Tân, Thượng Tọa có nghe được không vậy? Thưa vị, có lẽ là Thượng Tọa Tổ Siêu và Thượng Tọa Học Tân. Thượng Tọa Học Tân trong bài học này đó thì đặc biệt nói về cảnh và tâm. Tâm đó thuộc về nội và cảnh thuộc về ngoại. Và khi nói cảnh đó là nói đủ cả sáu cảnh luôn. Sắc thinh khí vị xúc pháp. Và khi mình nói về chấp thủ về tâm đó, là mình nói về trạng thái hỷ lạc của thiền chứng. Thì như vậy khi mà chúng ta nói về tâm và cảnh này đó, thì không nhất thiết là cảnh đó, nó thuộc về về ngoại phần hay ngoại giới phải không? Tại vì chúng ta thấy rõ ràng rằng khi một người chấp thủ vào cảnh đó, thì có cảnh pháp nữa. Mà cảnh pháp cũng có thể là nội phần hay là có thể ngoại phần. Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Học Tân. Xin lỗi, quý vị có nghe được không vậy? Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, sẽ hỏi Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa nghe được không? Dạ, Thượng Tọa Tân, ở trong bài học này đó, Đức Phật Ngài có dạy về cái sự chi phối bởi nội trần và ngoại trần. Thì cái ngoại trần á, Ngài chỉ cho cảnh, và nội trần chỉ cho tâm. Chúng ta nói một cách khác đó là cái sự chi phối của cái cảnh khách quan và cái trạng thái tâm chủ quan. Cái cảnh ở đây là sắc thinh khí vị xúc pháp, và cái nội trần ở đây chỉ cho những trạng thái hỷ lạc của thiền chứng.
thì trong sáu cảnh á, có cảnh pháp. Thì như vậy cảnh pháp thì có thể là thuộc về ngoại giới, cảnh pháp thuộc nội giới. Như vậy thì tôi có nghĩ rằng cái sự chấp thủ cảnh ở đây nó không nhất thiết, tuy là nói là ngoại trần nhưng mà nó không nhất thiết là ngoại giới, không nhất thiết là ngoại phần, có đúng như vậy không? Kính thỉnh sư tổ học tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sakaya. Con xin hành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Bạch Đăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử đã nghe rõ. Thì ở đây nghĩ rằng đối với nói sáu căn, sáu trần, sáu căn tức là sáu nội xứ, sáu trần là có thể nói sáu đến sáu ngoại xứ đó, tức là căn và cảnh. Thì theo con nghĩ đó là khi mà mình đối với mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm hoặc là tâm xúc chạm đó, thì nó có thể là cảnh, phần lớn là cảnh ngoại, từ ở bên ngoài, cảnh pháp mà thuộc về, có thể là cảnh nội hoặc là cảnh ngoại. Thì ở đây đó con nghĩ rằng với cái đối với các dục trần á, đối với các dục trần á, thì bởi vì những cái đó là do căn tiếp xúc với trần cảnh ở bên ngoài đấy, cho nên nó có thể là hỷ lạc cũng được từ do cái tham ái đó. Đối với cái mình thích thú đối với cảnh sắc thinh hương vị xúc, nó từ đó nó có thể từ ở cái phiền não nó sanh khởi. Bây giờ khi nói đến các cái trần cảnh ở trong, mình nói là ở trong thiền chứng, thì con nghĩ đây là cái hỷ lạc khi mà ở nội tâm á, mà nó được vắng lặng đi những cái pháp truyền cái, thì động tự động có được cái sự hỷ lạc. Mà hỷ lạc này là do cái thiền chứng mang lại, do cái thiền chứng mang lại. Cho nên là theo con nghĩ rằng ở trong các cái, đối với cái gì mà thuộc về trần ở bên ngoài, trần cảnh bên ngoài, thì nó có thể từ đó mình tham ái, là sân hận, thích thú hay là chán ghét, từ ở nơi cái phiền não hay là cái pháp truyền cái nó sân khởi. Nhưng mà nếu mà là cái gì mà do cái nội tâm, tức là khi mà một vị hành giả tu tập về thiền, theo con nghĩ rằng do cái vị ấy, do cái năng lực tu tập của cái vị hành giả đó, mà nó có thể áp chế các triền cái, từ đó vắng lặng đi, nó vắng lặng lên đi những cái gọi là mình nói là do cái pháp truyền cái nó đem lại đó. Thì do vậy đó thì cái hỷ lạc từ ở trong nội tâm của vị đó phát sinh lên. Cho nên đến lúc nào đó thì ở trong cái nội tâm một cái vị hành giả, thì con nghĩ rằng cái sự an lạc của, theo con nghĩ rằng một cái sự an lạc của thiền chứng á, nó từ ở nơi cái nội tâm của một vị hành giả. Còn đối với các cái trần cảnh thì ví dụ như mình nói là sắc thinh hương vị xúc á, thì nó có thể là do cái phiền não, do cái pháp truyền cái đó, cho nên là khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, hoặc là mình ý mình suy nghĩ đó, thì có những cái cảnh nó thuộc, ví dụ mình nói là cảnh pháp, nó có thể nội hoặc ngoại. Nhưng mà các cái trần cảnh còn lại, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc đó, thì con nghĩ rằng do cái bản chất của phiền não, do cái bản chất của tham ái, cho nên khi mà mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm đó,
thì nó có thể là do cái phiền não sanh khởi. Bởi vì trong cái nội tâm theo con nghĩ rằng với một cái người mà không có tu tập đấy, không có quân tập được cái tâm của mình đấy, thì dễ dàng dấy lên những cái pháp truyền cái, dấy lên những cái phiền não, từ đó sinh ra những cái trạng thái ở nội tâm đó, là khó chịu hay là không hài lòng với những cảnh đó, hay hoặc là thích thú hay là hài lòng với những cái cảnh đó. Cho nên là phiền não cũng từ đó mà nó sanh khởi. Thì theo con nghĩ là như vậy. Con xin chia sẻ những cái ý. Thì nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa Bổ Túc Thiên. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính trình trường tọa Pháp Tân. Một lần nữa xin hỏi trường tọa Tiểu Sư, trường tọa có ở trước máy và trường tọa có nghe được không? Dạ. Trường tọa Tiểu Sư, ở trong bài kinh này ngày hôm nay đó, có cái đoạn như vậy. Quý Phật tử quan hỷ cho chúng tôi một chút nha. Nó hơi dài một chút, thành ra chúng tôi phải ngắt đoạn ra để mà post, tại vì sợ rằng post nguyên đoạn trường tọa Tiểu Sư không đọc được. Chúng tôi sẽ hỏi quý tử là quý vị có đọc được cái câu Pali mà mở đầu bằng câu Phật Ngoạc Đơn và cuối cùng bằng đóng bằng câu Ngoạc Đơn đóng này, quý vị có đọc hết được? Dạ, tốt quá. Thưa thầy xíu, tại sao ở trong trong bài kinh này, đặc biệt khi mà dùng đến cái trạng thái tâm không bị dao động, tâm không có bị chấp thủ, tâm không bị chi phối, thì Đức Phật Ngài không dùng cái chữ chữ khác như chữ chích tá chẳng hạn, mà Ngài dùng cái chữ vinyana, thức. Dạ, thức không bị dao động. Dạ. Thức không bị dao động, chữ vinyana mình thấy rất là rõ ràng. Và tôn giả Mahakachana Ngài cũng có nói rằng cái gọi là không chấp thủ, nghĩa là một cái vị thắng thánh mà có học hiểu về Phật Pháp, có được cái tri kiến bậc thánh đó, thì vị đó sẽ là không thấy sắc là tự ngã, hay tự ngã là có sắc, không thấy sắc như là trong tự ngã và tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp của vị ấy biến hoại đổi khác, với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp ấy, thức của vị ấy không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp vị ấy. Và cái chữ thức của vị ấy không bị tùy chuyển, chữ thức thức ở đây dùng chữ vinyana đó. Và do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp nên các pháp quấy rối khởi lên, không nhập tâm và tồn tại, vì tâm không bị xâm nhập, vì ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vì ấy không bị chấp thủ quấy rối. Thứ đó thì giải thích tại sao ở đây Đức Phật cũng vậy, mà tôn giả Mahakachana giảng theo Ngài cũng dùng chữ vinyana thay vì chữ citta. Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa Tiểu Sư. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Thực ra cũng không có gì rắc rối ở trong cái đoạn kinh này đâu. Có hai trường hợp, chúng tôi sẽ trình bày hai trường hợp. Một là ở trong Thanh Tịnh Đạo giải thích cái gọi là mano ý chích tá tâm vui nha năng thức,
tâm, ý thức, danh từ khác nhau nhưng mà chỉ là một thôi, chỉ là một thức, một nghĩa, tùy theo chỗ mà dùng chứ không có khác. Vấn đề thứ hai đó là tại sao ở đây lại dùng đến mà không dùng có nghĩa tâm? Khi mà nói đến sắc quẩn thì phải xài chữ thức quẩn, chứ khi mà nói đến sắc rồi tâm thì nó không có phù hợp với nhau. Thân này, thí dụ như một đoạn kinh Đức Phật nói, thân này dù có bệnh nhưng mà tâm này đừng bệnh, đừng để bệnh. Đức Phật cần thiết cho gia chủ Nakula Pita. Thì khi nói đến thân thì mới dùng đến tâm, thì khi nói đến sắc phải dùng đến thức. Chữ thức đó cũng có nghĩa là tâm thôi, nhưng mà vì sắc thọ tưởng hành thức thì dùng chữ thức nó lại đúng, nó lại phù hợp hơn. Nó không có gì. Còn cái vấn đề mà không thấy sắc như là tự ngã, tự ngã như có sắc, sắc trong tự ngã có sắc, thì ở đây đó thì chúng ta thấy ở đây là đối với kẻ phàm phu, khi mà chấp thủ về ngũ uẩn này thì nó chấp theo cái thân kiến, sắc là ta, ta là sắc, trong sắc có ta, trong ta có sắc, thọ là ta, ta là thọ, trong thọ có ta, trong ta có thọ, tưởng là ta, ta là tưởng, trong tưởng có ta, trong ta có tưởng, hành là ta, ta là hành quẩn, trong hành quẩn có ta, trong ta có hành quẩn, thức là ta, ta là thức, trong thức có ta, trong ta có thức. Thì 20 cái sắc ca với đích thí, tức là 20 cái thân kiến đó được đề cập đến ở đây, thì chúng ta thấy rõ ràng là thay vì nói thân và tâm thì Ngài Cacchana Ngài mới giải thích theo tôn ý của Đức Phật á. Ngài giải thích theo tôn ý của Đức Phật là sắc thọ tưởng hành thức, do đó cho nên lấy thức để nêu lên. Quả thật như vậy, nếu như một người mà họ chấp thủ về sắc là ta, ta là sắc đó, sắc quẩn là ta, ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn ta, khi mà chấp cái thân này là ta đó thì khi mà cái thân này, cái sắc pháp này mà nó bị biến hoại rồi, mỗi khác thì tâm của đó hay thức của người đó nó sẽ bị tùy thuận theo, bị tùy chuyển bởi sự biến hoại của sắc thọ tưởng hành thức, nên các cái khủng bố khởi lên và không có kiên trì thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng là nếu như ngược lại một người tu tập mà họ không có chấp thủ về sắc là ta là sắc, trong sắc có ta, trong ta có sắc, không chấp thủ như vậy đó, thì khi mà cái thân này dầu cho nó có bị biến hoại thì vị đó cũng không có bị tùy chuyển, không có khởi lên cái sự khủng bố, tâm không bị ám ảnh,
không sợ hãi bực phiền khi mà cái thân này bị già, bị biến hoại. Thì ở đây ý nghĩa cũng đơn giản. Còn về vấn đề từ ngữ thì như chúng tôi đã nói là xài thức để cho nó phù hợp với sắc, vậy thôi, sắc thọ tưởng hình thức. Chớ ở đây thức có nghĩa là tâm vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thượng tọa giáo trưởng vừa đưa như vậy. Nam mô Phật Thầy. Sa thú cái chừng thượng tọa thầy siêu. Thưa Phật tử, còn vài giây phút sau cùng chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử. Ở trong bài kinh ngày hôm nay đó, thì thật ra Đức Phật Ngài đề cập đến hai cái trạng thái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Dạ. Tâm giải thoát ấy, Ngài đề cập đến tâm không có bị dao động, không bị chi phối bởi nội và ngoại trần. Đó là tâm giải thoát. Tuệ giải thoát là không có rơi vào chấp thủ. Dạ. Nhưng mà riêng về cái tâm giải thoát ấy, thì Đức Phật Ngài đề cập đến hai. Một á, là thuộc về cảnh giới, thuộc về cảnh. Hai là thuộc về tự thể. Hai điểm này là điểm rất là tế nhị của cái gọi là tâm giải thoát. Chúng tôi lấy một ví dụ là có khi người ta đi đến dự một buổi dạ hội hay một buổi tiệc là bởi vì họ thích cái tiệc đó. Dạ, họ thích cái tiệc đó. Ví dụ chỗ đó là chỗ có ca sĩ hát hay, có đồ ăn ngon, họ đến đó. Cái đó gọi là một cái sự chấp thủ vào cảnh. Nhưng mà có những người họ đi đến những buổi tiệc chỉ đơn thuần là tại vì họ có quần áo đẹp, họ có những trang sức đẹp, và khi họ mặc những đồ đẹp đó, họ đến họ cảm thấy hãnh diện về đầy đủ. Dù rằng cái chương trình ở chỗ đó rất là dở, cái chương trình ở đó không hay ho gì, nhưng mà bản thân của họ, họ có thể phô trương được cái đẹp của họ thì họ thích rồi. Dạ. Yeah. Thì cái phô trương cái đẹp của bản thân gọi là cái tự thể này đó, nó được hiểu như là một cái trạng thái dính mắc rất là chủ quan. Chủ quan về tự thể, về tự thân của họ. Thì như chúng ta sống trong cái thế giới của chúng ta, thì đa phần là những cảnh chung quanh như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, cái gì làm cho chúng ta hào hứng, phấn chấn, làm cho chúng ta cảm thấy thích thú, thì chúng ta hoan hỷ. Dạ, chúng ta hoan hỷ, chúng ta đi vào thế giới đó. Thì ở đây Đức Phật Ngài nói rằng đó là một cái sự dao động hay bị chi phối bởi nội trần. Dạ, Ngài nói chữ nội ở đây, xin lỗi, của ngoại trần. Chữ ngoại ở đây nó thuộc về cảnh, nhưng mà chữ ngoại ở đây không nhất thiết là ngoại giới hay nội giới. Tại cái nội phần ấy, nó cũng thể tự thân của mình. Dạ, cái thân của mình nội phần, nhưng mà nó cũng thuộc về cảnh. Như bây giờ mình có một cái suy tư làm thơ chẳng hạn, mình rất là thích thú trong việc làm thơ, mình miên man trong thế giới của thơ, tức là miên man trong thế giới nội tại của mình đó, nói theo thường thức. Nhưng mà ở đây cái miên man trong thế giới thơ đó nó vẫn tính là ngoại trần, nhưng mà cái sự hãnh diện về hồn của mình, sự hãnh diện về cái tâm tư của mình, thì cái đó nó thuộc về nội trần. Và nội trần ở đây nó được Đức Phật Ngài dạy và tôn giả Mahakacchana diễn giảng một cách rất là tế nhị, là với người không chứng đắc thiền như chúng ta đó, thì sống nặng phần lớn là sáu cảnh. Nhưng mà với một vị mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì những cái hỷ và lạc ở trong tâm thiền đó, cái hỷ và lạc đó khiến cho vị này dính mắc. Và nếu vị này có khả năng vượt lên trên những cái trạng thái tự thể đó, thì vị này gọi là không dính mắc về nội trần. Thành cái chữ ngoại và nội tại đây chúng ta nên hiểu khác với cái chữ ngoại và nội hiểu bình thường. Nội trần và ngoại trần ở đây không phải là nội phần hay ngoại phần, nội giới hay ngoại giới, mà ngoại trần ở đây chỉ là cảnh và nội trần ở đây chỉ cho tâm. Dạ,
nói cụ thể hơn là hỷ lạc của tâm. Và cái ngoại trần ở đây là sắc sinh khí vị xúc pháp, chúng ta phải phân rõ như vậy. Và cái tâm không bị chi phối với nội trần và ngoại trần được xem là một cái trạng thái tâm đạt đến cái trạng thái gọi là tâm giải thoát. Và một cái vị không chấp thủ về ngã, không có bám víu khi cái gì nó sanh nó diệt, không có tùy chuyển, không bị lôi cuốn theo, cái đó gọi là không chấp thủ. Về trạng thái này chúng ta thể lấy một cái ví dụ là hồi nhỏ chúng tôi đi học ở trường thì thỉnh thoảng có trường hợp là học trò hay đánh lộn với nhau. Học trò đánh lộn với nhau thì hồi nhỏ mà mình khi mình nghe người ta đánh lộn thường thích thấy người ta đánh lộn rất là coi lắm. Cái chuyện mà người ta đánh lộn mà mình coi rất là một chuyện, nhưng mà chưa hết đâu, chưa hết. Khi mà người ta đánh lộn với nhau đó, mình còn nhập phe nữa, mình thuộc phe bên này, thuộc phe bên kia. Ban đầu hai đứa đánh lộn á, những đứa khác bu lại á là chỉ là hô hào để coi hai đứa đánh như đá gà thôi, chứ không có chuyện gì hết. Nhưng mà một khi mà mình đã bắt đầu mình có cái quan niệm về ngã sở, về mạng truyền miên rồi đó, thì mình sẽ thấy là bên này là bên của tôi, bên kia là bên của nó, bên này bên ta, bên địch. Mặc dù thực tế hai đứa học trò đánh nhau chẳng có bên nào là bên là của mình hết, nhưng mà mình thích nhập bọn, mình thích nhập bọn. Cũng tương tự như là ngày hôm nay người ta chơi thể thao á, người ta chơi hai đội banh đấu với nhau. Thật ra hai đội banh không có cái chuyện gì liên hệ đến mình hết, nhưng mà một khi mà mình cảm thấy thích, mình cảm thấy chuộng đội banh nào đó, ô đội của tôi thích đội này muốn đội này thắng rồi đó, thì cái ngã và ngã sở nó phát sinh. Thì bây giờ nếu cái đội mà mình binh á, mình nó thua thì mình cảm thấy mình buồn, và bây giờ nó thắng á thì cảm thấy mình vui, mình sung sướng. Nhưng mà kỳ thật cái vui cái buồn đó đó nó chỉ là một thứ ảo giác. Dạ, cái đội banh nó chẳng liên hệ tới mình hết. Cái đội banh bên thắng cũng liên hệ mình, đội banh bên thua cũng liên hệ mình. Và ở đây nó chỉ là cái thích hay không thích thôi. Dạ. Thì ở đây nó là một điểm tế nhị á, là khi mà chúng ta không khéo thì cái tâm của chúng ta đối với sự sanh diệt của các cảnh á, nó có cái tính chất gọi là nhập bọn. Nhập bọn hay là theo phe này, theo bên kia. Thì khi mà mình theo là mình khổ, mà mình không theo mình không khổ. Đơn giản như vậy thôi. Dạ. Mà cái này là một điểm rất là khó. Mà nếu mà chúng ta để ý, thông thường là có cái sự giằng co kèn cửa của bên này bên kia đó, thì chúng ta hay theo phe lắm. Ít khi nào chúng ta không theo phe. Ở tại Mỹ này, thưa quý vị, là người Việt Nam á, người Việt Nam có một cái chuyện rất là vui là người Việt Nam thích phe đảng. Cái dân tộc Việt Nam thích phe đảng, thích là hoặc là tôi là Cộng hòa và Dân chủ. Và khi mà binh bên Cộng hòa đó thì đội trên đầu cái gì Cộng hòa cũng nhất hết. Cộng hòa là cái gì cũng thần thánh, mà theo Dân chủ gì cũng tốt hết. Và mặt sát bên kia, nhưng mà kỳ thật những người mà có chút bình tĩnh đó, thì hiểu rằng Cộng hòa Dân chủ cũng dân chính trị thôi. Mà dân chính trị thì bên nào cũng có tốt có xấu, không thể nào không thể nào mà có một bên mà tốt hoàn toàn mà có tên xấu hoàn toàn. Thậm chí là người Việt Nam còn tin là đảng Cộng hòa là đảng chống cộng và đảng Dân chủ đảng theo Cộng sản. Nhưng thật sự nó phải vậy. Nó có cái này, nó có cái kia, mỗi một thời, mỗi một lúc. Và chúng ta phải tỉnh táo ra là nếu mà chúng ta cứ theo một nhãn hiệu, một phe hoài đó, thì chúng ta dễ đi vào trường hợp được cộng nhận lắm. Mà cái này rất là khó. Chúng ta không thể nào sống mà không có quan điểm là ồ, mình thuộc phe này, thuộc phe kia. Thì cái thí dụ về thể thao, cái thí dụ về chính trị, cái thí dụ về học trò đánh lộn nhau đó, đó là một điều rằng chúng ta có cái bản chất chấp thủ. Chúng ta có bản chấp thủ thì cái đó gọi là ngã chấp. Và cái ngã chấp này á, nó chỉ có thể giải quyết bằng cái tuệ giải thoát. Và tuệ giải thoát bằng cái trí của mình dạy tuệ giải thoát. Như Đức Phật ngài dạy rằng lá khô ở trong chùa Kỳ Viên mà đổ xuống, nếu cái lá mà nó đổ xuống á, mà ta đem người ta đốt, người ta đem đổ hầm rác á, thì chi thì kheo không có giận. Tại vì sao? Tại chi thì kheo không thấy cái lá đó là của ta, ta tự ngã của ta. Nhưng mà nếu không á, thì mình cảm thấy mình buồn phiền. Dạ, mình cảm thấy mình bực bội. Do vậy nên chi trong cuộc sống này đó, cái ý niệm mà về về
ngã, ngã sở và mạng tùy biên đó, nó phải nói rằng nó là một vấn đề rất là nhức nhối, nhức nhối ở trong mọi thứ, ở trong đời sống. Chúng tôi có những lần mà đi ngang những cái thùng rác dưới bãi biển, thưa quý vị, ta đi cấm, người ta đi chơi ngoài biển, người ta hay quăng những cái lều ở trên biển. Thí dụ họ đến họ cấm lều rồi xong cái họ về họ làm biến, họ thấy là gom là cực quá thì họ quăng bỏ trên thùng rác. Thì khi mà chúng tôi nhìn những điều đó thì chúng tôi có nghĩ nghĩ như vậy là những cái lều đó là lều của ai và họ quăng bỏ là bỏ đi. Chứ nếu cái lều đó mà chúng tôi mua ở chùa mà có ai xài để quăng kiểu đó là chúng tôi sẽ ngừng lại, chúng tôi sẽ lượm về và chúng tôi sẽ rầy, không biết đồ của chùa mà ai quăng kìa, ai quăng bỏ uổng kìa. Thì quá thật là nếu mà của ai đó họ quăng á thì mình thấy thôi, của trời, của đất, của thiên, cái điều họ quăng thôi. Nhưng mà nếu của mình mà ai xài mà quăng kiểu đó chắc mình bực. Thì cái vấn đề đơn giản là nó nằm ở chỗ là chúng ta có cái hãy chúng ta càng chấp nhiều thì chúng ta càng khổ nhiều. Dạ, cuộc sống nó là như vậy. Vì vậy trên phương diện tu tập á thì cái gọi là tâm giải thoát á cần nhiều chất của chánh định, và tuệ giải thoát nhiều chất của chánh niệm. Dạ, cái niệm và định ấy giúp cho hành giả thành tựu cả hai cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thì ở trong bài kinh này một lần nữa thì chúng tôi xin thưa rằng mấy hôm nay chúng ta có cái chữ gọi là chữ phân biệt, nhưng mà chữ phân biệt chữ quý phân gá, chữ tội đại sư cũng nói nhiều lần mà chúng tôi cũng nói rằng chữ quý phân gá nghĩa là phách, hay là chia sẻ, hay giảng rộng ra. Cái tựa bài kinh ở đây hôm nay dịch là kinh tổng thuyết và biệt thuyết, thì chúng tôi nghĩ cái đề tài đó nó chẳng những khó hiểu mà nó không chính xác. Cái đề tài của bài kinh ngày hôm nay phải hiểu là bài kinh quảng thuyết những gì được nói một cách rất là cô động, tức là giảng rộng những gì được nói tóm tắt, giảng rộng những gì được nói tóm tắt, đó là tên của bài kinh. Và chúng tôi mong rằng quý Phật tử sẽ lưu tâm về điểm này. Và chúng tôi cũng có một điều mà có vài Phật tử hỏi, chúng tôi không có tiện để trả lời cho từng vị trong qua các email á. Ở đây đó là theo cái sự đề nghị của Chư Tăng và Thượng tọa Đại sư cũng ủng hộ, đó là sau khi chúng ta đi hết 152 bài kinh của Trung Bộ rồi đó thì chúng ta sẽ trở lại một phần là lúc này có sư Tuệ Tri sư chịu khó soạn lại những cái bản chánh kinh Pali, những cái bản tóm tắt của Hòa Thượng Minh Châu, sư ráp lại thành tư liệu đầy đủ. Và dĩ nhiên chúng tôi có thêm phần chú thích của chúng tôi vào trong đó, thì chúng tôi sẽ làm cái chú thích lại cho nó đồng bộ cho cả 152 bài. Do vậy nếu quý vị nào đã theo dõi trước kia đó thì chúng ta đã có 3 lần thay đổi cái cách biên soạn giáo trình, và cái cách biên soạn giáo trình sau cùng đó là chúng ta cố gắng giữ cái phần chánh văn để cho Phật tử nghe được phần chánh văn, và chúng tôi chỉ thêm vào cái đoạn chú thích ở trên để như là một sự dẫn nhập cái ý nghĩa, và chú thích thêm một điểm nào cần. Và do vậy chúng ta cần có một cái tư liệu đồng bộ, nghĩa là 152 bài giống nhau. Điều đó cũng có nghĩa là những con số thứ tự nó cũng có thể thay đổi, và chúng tôi sẽ nói với đại đức Tuệ Tri để sắp xếp lại số thứ tự. Phải nhận là rằng chúng tôi bận rộn nhiều việc, nhưng mà có đại đức Tuệ Tri giúp được đoạn này rất là quý và hết sức là quý. Bởi vì trước kia mỗi lần chúng ta làm xong một cái tài liệu như là Trường Bộ Kinh đó, chúng ta cũng không có dịp để làm lại. Thật ra có nhiều vị xin chúng tôi cái tư liệu Trường Bộ Kinh mà chúng tôi cũng có nói rằng các vị xài, nhưng mà rồi nó có bài kinh chú thích nhiều, chú thích ít, nó cũng không có bằng nhau, mà chúng tôi chưa có thời giờ để làm lại. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có một cái nỗ lực để đồng bộ những cái tư liệu này để cho quý Phật tử thi giữ và tham khảo về lâu về dài. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trương chư vị giảng sư đã vào Room được thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Do xa thu, xa thu lành thay. Và con tự mẫn xin thay mặt đại ông vương, chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong các lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Thiện Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.